Chào mừng các bạn đã trở lại với trang Vi tính Minh Khang. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cài Win 10, Win11 từ ổ cứng nha, không cần USB boot. Đó là dùng cái phần mềm đó là Win2 HDD. Các bạn lên Google gõ là cài Windows HDD Vi tính Minh Khang thì nó sẽ ra cái trang của mình nha. Cái trang của mình thì có sẽ sẵn đây cả bản gót và cái phần mềm luôn. Các bạn có thể tải về và sử dụng nha. Đây, ở đây có hết nha các bạn. Đó, có phần mềm rồi nha. Đó, các bạn có thể tải về. Có bản gót ở bên dưới nữa. Thì cái này nó chỉ cho các bạn là Win nó còn sống và các bạn vào. Các bạn muốn cài đặt lại hoặc là có thể cài từ xa của UltraView cho khách. Nhưng mà các bạn phải khi nó setup xong thì các bạn phải vào cài đặt user khi máy nó khởi động là cài xong nha. Cái này mà khách có Zalo video đồ đó các bạn gọi Zalo video ha, gọi Zalo video hướng dẫn sơ nhé. Đầu tiên là các bạn vào cái link tải cái phần mềm về. Đó thì mình có để sẵn ở trên này rồi ha. Các bạn có thể tải về. Nó có cả bản cài và bản gót luôn ha. Bản gót thực ra nó là bản gót nhưng mà nó là bản ISO. Tức là khi mà nó boot lại thì các bạn bắt đầu phải cài lại từ đầu. Khi các bạn tải về thì các bạn giải nén này nha. Các bạn này hoàn toàn miễn phí. Các bạn cứ phải cài lên là dùng thôi ha. Đây bản free này. Đó. Thì mình tắt cái phần mềm diệt virus đi nha. Nhiều khi nó báo virus xong nó tắt của mình. Đây. Các bạn start gõ security. Rồi sau đó các bạn tắt hết đi, off hết. Sau đó các bạn mở lên nha, setup lên. Cái này thì setup nó sẽ tạo đây, chỗ này thì các bạn bấm OK. Cứ nét cho mình nha, chấp nhận rồi nét cho mình ha. Chỗ này nó sẽ cài vào ổ C nha. Đó, nó sẽ cài vào ổ C. Cái này nó không ảnh hưởng gì bản cài nha các bạn. Nó không ảnh hưởng gì bản cài đâu. Rồi. Sau đó tiếp tục các bạn tải cái về nha. Thì mình mở đi, mở cái phần mềm lên coi. Các bạn tải thêm một bản cài bản gót cài có sẵn ha. Đây, mình mở lên này. Rồi các bạn bấm OK nha, không update nha. Rồi ở đây nó có cài đặt lại này, cài đặt mới này, hoặc là cắt ổ đĩa này. Cái này thì mình hướng dẫn sau nha. Đó, sau đó là các bạn phải tải cho nó một cái phần một bản gót nữa ha. Bản gót này là bản ISO cài nha. Ở đây thì mình dùng cái bản của anh DV đó full. Đây ở trong cái trang của mình thì có rất là nhiều cái hướng dẫn, các bạn có thể vào đây để xem nha. Rồi chỗ này các bạn tải cho mình cái bản ISO về, ISO cài nha, ISO cài. Đây có nhiều cái hay không? Đây, crack rồi ở đây có hết nha. Đó, web của mình nha. Các bạn có thể vào coi trong các cái bài viết còn nhiều bài hay lắm. Thấy không? Có nhiều bài hay. Thì mình đăng tải các bạn ISO nhé, đăng tải bạn ISO về. Đó, các bạn có thể vào đây tham khảo có rất là nhiều ha. Rất là nhiều cái bài viết hay. Đầy đủ ha, full vĩnh viễn luôn nhé. Các bạn cứ vào trong đây có hướng dẫn cài driver các cái dòng máy thì mình làm sẵn để hỗ trợ anh em, cũng như fix lỗi mấy cái máy in đồ mình để tool ở đây hết nhé. Anh em cứ vào tham khảo, rồi anh em hãy đăng ký kênh giùm mình nhé, hãy bấm chuông rồi like share video giúp mình. Làm cái này chủ yếu là hỗ trợ anh em thôi ha. Cũng là hỗ trợ mình luôn, nhiều khi mình lên trên này mình tải về cho nó nhanh, mất công đi tìm tùm lum la hết nhé. Cái bản ISO này thì nó sẵn cài nhé, bản cài đó các bạn. Các bạn có thể cài cái quan cây gót ở trong cái này cũng được. Cái quan cây gót thì nó sẽ hỗ trợ cái file chống gót nha, chứ cái không phải hỗ trợ file ISO.
còn nhiều cách lắm. Các bạn có thể cài từ xa cho khách, nhưng mà cài theo hướng này thì các bạn có thể cài từ xa nhưng mà phải gọi video để hướng dẫn khách setup lúc mà vào máy nha. Rồi đây bạn ISO đây, các bạn copy nó qua ổ D cho mình nha. Cài thì cài vào ổ C, nhưng mà nếu mà các bạn ISO này các bạn phải để vào ổ D ha. Để vào ổ D thì khi mà các bạn cài lại thì nó thì lấy từ ổ D nó cài vào ổ C, chứ không nó bị cái file nó bị xóa mất thì nó là không có cài được. Đây, các bạn mà cài trên cái ổ SSD thì nó sẽ nhanh hơn, cái HDD thì nó hơi chậm nha. Đây mình đang cài trên HDD nha, còn các bạn cài SSD nó sẽ chạy nhanh hơn. Rồi chúng ta sẽ vào HDD free này, chúng ta bấm vào reinstall Windows. Đó, cái dòng đầu tiên. Rồi ở đây các bạn chọn cho mình tới cái file ISO ở trong UD nha, cái file mà mình mới tải về á. Cái này ISO này thì nó sẽ có hai bản, đó một là bản là chỉ Win không thôi, một cái bản là full shop. Mình dùng full shop nha, cài từ xa cho khách thì full shop nó mất công tốn thời gian cài lắm, nó sẵn luôn rồi. Word, Office, Excel gì, ok. Rồi đây, các bạn cái này các bạn cứ để im nha. Nó sẽ tự chọn cho mình UD á, cài từ cái đâu cái nào thì nó sẽ cài cho mình. Rồi các bạn chỉ cần bấm là nó chạy thôi ha, nó ok hết nha. Rồi các bạn bấm Next cho mình để chúng ta tiếp tục cài đặt. Nó hỏi thì các bạn bấm Yes nha, Yes. Rồi nó hỏi nữa, rồi nếu mà nó có hỏi nữa thì các bạn bấm Yes Next Yes cho mình nha. Bây giờ bắt đầu nó sẽ cài tool đây nè, rồi nó copy cái Windows vào một cái ổ đĩa, cái bản ISO vào một cái ổ đĩa ảo, sau đó nó sẽ bắt đầu cài nha. Tức là cái phần mềm này nó sẽ hỗ trợ hết cho các bạn, các bạn không phải làm gì hết, các bạn chỉ cần bấm net là xong. Nó copy cái này rồi, HDD này nó hơi chậm. Rồi các bạn hãy like share video giúp mình nha, rồi bấm Yes ha. Yes luôn ha, bắt đầu nó khởi động lại máy này, chuẩn bị nó khởi động lại máy và bắt đầu cài nha. Đăng ký kênh của mình nhé, để theo dõi những video mới nhất. Mình thường ra các cái video sớm. Đây, sau khi nó khởi động lại, nó tự động nó cài luôn. Các bạn không phải chọn gì ổ đĩa boot gì ha. Rồi khi nó cài xong thì nó tới phần này thì các bạn phải gọi video cho khách này. Đó, bấm Yes. Rồi bấm Next luôn ha, Yes luôn ha. Cái này thì các bạn gọi cho khách qua Zalo video gì đó thì chỉ sơ sơ ha. Còn nếu mà các bạn ngồi tại máy không nói gì cả, bằng cài từ xa là các bạn phải gọi đó, gọi video đó, họ chỉ cho họ nha. Giờ thì ai cũng dùng Zalo hết mà, nên các bạn cứ gửi thôi. Rồi bấm ha, setup mấy cái này thì các bạn biết ha. Rồi bấm đầu tiên luôn, Next. Phần này thì các bạn tạo account offline nha. Ok, tạo cho nó cái user, rồi limited. Đây, tạo cho nó cái user. Rồi các bạn bấm Next. Rồi hỏi password, khỏi Next. Là nó tự cài nha các bạn. Nó thì nó tự cài, nhưng mà các bạn phải hướng dẫn khách bấm mấy cái này. Cũng đơn giản thôi ha, để hướng dẫn các bạn cài online cho nó nhanh. Rồi xong, nó cài xong nha. OC đây ha, Wintool HDD Data đây. Đó, bản Windows này mình để ở đây nha. Tất cả các bản là nó đầy full hết, Word, Office, Excel đây. Driver nó tự nhận nha, Win 10 nha, các bạn không phải cài gì hết, nó tự có mạng luôn nha. Đó, yên tâm ha. Cần nếu mà nó thiếu cái gì thì cần cắm dây mạng luôn là được. Excel sẵn ha, Office sẵn, tất cả mọi thứ đều sẵn hết, các bạn không phải làm gì hết. Cài xong là xong ha, các bạn xong đó, đầy đủ phần mềm. Ở trong này nó có cái tool ha, này apti rồi là disable các thứ, thì thôi các bạn tìm hiểu thêm cái này nhé, có sẵn trong cái bản cài rồi ha, các bạn vào tìm hiểu thêm. Word 29 đầy đủ full
bản này nhẹ gọn nhanh, load nhanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký kênh mình nha, hãy like và share video giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.